Bầu Trời New York. Ai xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Một ngày mới tươi đẹp. Hôm nay ở New York trời chuyển mưa. Đó, bầu trời New York đang ngồi ngoài này là sắp mưa rồi, mây đen dần dũ rồi. Kệ cố gắng gây được mới nào hay mới nấy. Cho đổi cái hậu cảnh hay sao cho nó lạ chút xíu. Vậy ha. Cả nhà khỏe không? Cô ba như là bầu trời New York cũng khỏe. Bây giờ thằng con nó nói thôi giờ ông phải nói là bầu trời New York, tại cái kênh mình là bầu trời New York. Tại có số người khiếu nại nói là cô ba New York mà kiếm hoài không ra. đánh máy hoài không ra cô ba New York. Thành ra bây giờ bắt đầu từ cái tập này mà mình sẽ nói là bầu trời New York nha cả nhà ha. Đó. Mình cũng như là mình nói là mình là bầu trời New York đi. Tại nói cô ba New York thì con nó nói là nằm men nói là đi tầm hoài đánh máy không thấy cô ba New York. Đó, từ đây trở lên thì mình sẽ nói là mình là bầu trời New York nha. Ok. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và chia sẻ cho cái kênh bầu trời New York như là bấy lâu nay đó, cũng là cảm ơn nhiều lắm. Giúp cho mình được để mà có được cái kênh để mà để tôi chọn ước nguyện của ba mình á. Hồi xưa ông muốn là dẫn chuyện không được, thất sơ không được. Thành ra ba Mỹ đâu có gì, ở New York này không có người Việt nhiều, có mà nguyên tiểu bang có 20,000 à. Đó, thành ra không làm được. Thành ra bây giờ đứa con gái nó cho ông ở trên trời vui, nó ơi có đứa con gái bây giờ như nối nghiệp cha vậy. Vậy ha. Thì dạ cô ba ông gầy ở bên Mỹ nè, nói ông cái bác sĩ ở bên Trung Quốc cái trốn qua bên trốn từ từ cái trốn qua Hồng Kông cái đào thoát anh là bố không biết qua phải qua Việt Nam không qua đâu không biết, bây giờ qua Mỹ rồi, bây giờ hiện tại ở Mỹ nè. Đó rồi bây giờ như Mỹ bây giờ đang nắm con bài này nè, đang mà khai thác cái vụ này nè, mà 18 nước hay bao nhiêu nước á là cái khối Âu Châu rồi đó là quật Trung Quốc đó. Tại vì nói với Mỹ là bây giờ chưa có nói hết, nhưng mà nói là không phải là tự nhiên mà người làm ra cái con virus này ở trong cái tiếc là cái ông bác sĩ cái gì lợi lương lợi cái gì đó thì ổng bị chết rồi. Ổng bị ổng nói là ở trong cái chỗ mà hóa học á nó xì ra. Bây giờ bà bác sĩ này bà còn sống nè, ông kia thì bị chắc chích mũi thì chắc veo rồi, thành ra không có nói được nữa đó. Bây giờ giờ cái bà cái cô cái bà bác sĩ tí nói bà chứ chừng cỡ 42 tuổi à. Kể kia một bà đi đó, là sang qua Mỹ rồi. Bây giờ FBI đồ Mỹ đang khai thác ra đó, đang khai thác đằng ra bất lợi cho Trung Quốc. Rồi thêm một cái thứ nhì nữa, cái thứ nhất cái thứ nhì nữa là hiện tại bây giờ đó là hai bữa nay đó là sứ quán ở bên Trung Quốc á, lãnh sự quán chứ không phải là đại sứ nó ở Washington đó. Cũng như New York mình cũng có lãnh sự đó, nên là ở Mỹ này có 4-5 cái à má nên. Cũng như ở Mỹ này chỉ có mấy cái là lãnh sự quán thôi, là 4 cái gì vậy. Được rồi, New York nè, San Francisco nè, Houston nè, chắc Cali chắc có nữa đó, vậy là mấy chỗ lớn thôi à, không biết Atlanta có không. Đó. Rồi bây giờ ở Houston đó là người ta phát hiện ra là ở tại vì Mỹ phát hiện ra nói là cái ổ gián điệp ở chỗ đó đó, ở sứ quán mấy là thông báo cho bên Trung Quốc hay là phải đóng cửa 72 tiếng đồng hồ, thì trong vòng mấy tiếng đồng hồ phải mà kêu ra liền thì vì Mỹ nó cũng thiệt tà chứ gặp người ta như người Á Đông mình là kêu ra liền là thủ tiêu không kịp đó. Rồi cái mới nói là bây giờ phải đi thành ra trong thời gian đó mà để mà ra đó thì trước đó mấy tiếng đồng hồ đó là họ đốt tài liệu mật ấy. Đốt cháy quá trời luôn, cái xe dân ta báo xe chữa lửa lợi thấy
đèn sáng trưng luôn. Bây giờ Mỹ này mỗi lần mà xe chữa lửa lại là dữ tợn lắm, bao nhiêu chiếc mà đèn pha lên rất là, cái ánh đèn rất là đẹp vậy đó. Dữ lắm. Thành ra này, cái người mà trưởng trong nhóm nó nói là kìa, người ta phỏng vấn nó nói là không thể vô trong đó được đó, ở ngoài thôi à đó. Thành ra cháy quá trời, đốt tài liệu rồi đó, là vậy đó. Rồi cái Trung Quốc cứ bắt chước Mỹ, nghe nói là bắt chước Mỹ đi, nói là thì đóng cửa lãnh sứ quán của ở Vũ Hán của Mỹ, nói vậy đó, không biết sao nói vậy. Nhưng mà bên đây mới là lỗi nè, bên Vũ Hán đều thành vấn đề theo bình luận nói vậy đó. Rồi thêm một cái nữa là ở San Francisco á, lãnh sự quán ở San Francisco á, là đi cô à, để bà trà nước vô uống miếng nước để hỏi sáng này khô cò uống nước uống chút xíu nữa. Thì đó là bốn gián điệp bị bắt, nhưng một người thì chạy thoát, cũng như là trốn thoát được, thì mới vô trong cái lãnh sự quán của ở San Phan của Trung Quốc á, lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, trốn trong đó, đó. Bây giờ kêu đem ra đó mà chưa đó. Cái này gián điệp, cho cái ổ gián điệp nó nằm ở tại Houston đó. Đó. Trong trường học cũng có, ví dụ ông gài thì đang tầm ba bát đó. Bây giờ Trung Quốc nó đang đưa một gần 1.000 cái học sinh du học sinh á, tại vì hôm đó thì có 1.000 mấy đã đưa về thì không lãnh, là cái số này chắc là dính líu sợ bị bắt á, bị bắt rồi sẽ bị truy ra, cái mau đưa cái số này về bên Trung Quốc, về lục địa bên đó, nói vậy đó, thì bình luận nói vậy đó. Rồi thành ra bây giờ á, bây giờ hiện tại á, là Mỹ á, đang FBI đang truy lùng gián điệp, ăn cắp tài liệu với chất xám á. Của người ta nghiên cứu mần sẵn vậy đó, COVID-19 là cái, nghe nói là cả thế giới là 11 nước ăn cắp á, cái ổ gián điệp đó, đó nó cài á, nó lấy thông tin hết trơn nào đưa về Trung Quốc. Rồi thêm bắt thêm 4-5 người nữa, là có một người anh làm hai người phụ nữ quá, tên bị gì tên theo mình nói người Tiều Châu, mình nói tiếng Tiều dịch cái tiếng Việt là Việt Nam, còn này nó nói theo quản gì đâu mình không hiểu. Thì nói là những người vô nhà vô Mỹ đó, toàn là khai gian không à. Đó, bây giờ mới truy ra lý lịch đó, toàn là sĩ quan à, làm cho quân đội bển à, hay là qua đây là tầm nào mà lấy những cái hồ sơ mật của Mỹ, chất xám của Mỹ à, đưa về bên nghiên cứu ở bên bển á. Chi nó đóng tàu nè, hay là làm tàu sân bay, hay là làm những cái gì đó, toàn là nhái nhái từ Mỹ, lại nó có một cái hồ sơ sẵn rồi. Hồi xưa mới nói là gián điệp á, mấy ông này cũng ham cái đẹp mấy vậy đó, cũng như là cho uống bia rồi uống rượu ngon rồi cho thuốc mê đó, rồi nằm ngủ đi, rồi mới lại đút vô lấy cái chip á, mình coi phim thấy á, đút cái chip á, lấy nguyên từ bộ rồi qua đi rồi ăn tại cái bằng copy đó, những việc mình kêu bằng copy đó, copy ở bên Mỹ nó kêu bằng copy đó, lại tiêu rồi, trong khi nghiên cứu biết bao nhiêu, lâu lâu mới bắt được một người chứ không phải mà bắt được hoài, biết trong khi ba cả không biết bao nhiêu ngàn, mấy trăm ngàn người bắt chừng cỡ vài chục ngàn đâu có thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ Mỹ nó chú ý rồi, nó sẽ chi ra. Nó Mỹ này lắm, cái chỗ mà nó bắt người đó nó chậm mà. Bởi vì nó coi thay vệ tinh á, ở Mỹ này thấy tự do vậy đó nha, mà thiên la địa võng á, không có chuyện gì thôi, có chuyện rồi hả. Nó mở vệ tinh ra thấy cái trời vậy á, thành ra vì ở Mỹ này đừng có làm gì mà sai á, tại mình sống bằng an nhiên về Mỹ tự do mà, như tiểu thương này nọ năm muốn nóng thế như nóng tự khai chứ ta đâu có bắt buộc, mà giống như mình có người bà con ở Việt Nam mà mua bán á, thì quy định là một tháng mới đóng bao nhiêu tiền, bao nhiêu triệu á, lời lỗ thì không biết phải đóng, còn đây không có, tự khai hơn vậy đó. Còn ví dụ như bán ngoài đường thì xeo thắt đó thì mình bao thế luôn, thì tới gần cuối năm mình muốn khai như mình khai vậy đó. Giờ người ta cho mỗi một người đó là một cái tiểu thương đó là 3 năm miễn thuế. Rồi nghe những người mà Việt mình nó nhiều khi, hay là đại hàng bất ngã châu mình nó nhiều khi 3 năm này cái lấy tên người nhà chồng, 3 năm nữa lấy tên người vợ, hay là lấy anh em này nói vậy, nào mà khỏi giống thế vậy đó. Vậy đó. Nghe mình nghe bình luận nói vậy đó.
Thành ra những cái gì đó, thành ra cả nhà thấy không, ở Mỹ này nhiều cái. Rồi thêm một cái nữa là cùng người thêm một cái mà bây giờ để mình nói về tin thế giới thì cái đi rồi hả nói về chuyện khác này để nó cứ đội trời đi phớt sơ sức nha. Bây giờ nói là thế giới nè, thế giới mà nhiễm COVID-19 á nha, là kêu bằng corona và virus gì đó nè. Thế giới nè là 15.382.854 nhiễm đó, rồi tử vong là 630.370 tử vong. Bữa nay trời mưa thành ra là không có ánh sáng, thông cảm đó. Rồi 9.357.693 là hồi phục, chị khỏi đó. Hồi phục đó. Còn nước Mỹ là 4.101.000 nhiễm, còn tử vong là 146.185 tử vong. Đó, vậy đó. Còn đó, cha nói New York con số cũng như nhiễm là 268.000 nhiễm New York, mà ý là dần người đứng lại cả hơn gần tháng này. Bây giờ thấy cái bản đồ xong một hôm nữa thấy đỏ nữa rồi. Rồi tổng thống Mỹ nói là tại vì những người biểu tình á, thành ra nó lây lan quá trời luôn. Nè, rồi ha. Cũng như nói là nhiều khi cái con số mà báo cáo mấy cái tiểu bang dân chủ nhiều khi không đúng rồi đó, con số công bố chính thức không phản ảnh quy mô thực tế dịch bệnh nữa nè. Nhiều cái điều thổi phồng lên. Cái kỳ đó ở bên Bali có bắt được hai một người cũng như là chết về bệnh xỉn nữa, cái cũng ghi vô trong là corona nè, bắt được đó. Những cái đảng nhân chủ là người ta nói bình luận nói là muốn hại ông Trump, thành ra nói chết rồi nhiều mà đóng cửa nói vậy. Không biết ở bên Đức thì cũng như là ở tại Đức thì cho là đưa hỗ trợ cho thấy bên tin Âu Châu vậy đó là 484 tỷ đô la mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ này và bệnh viện ấy. Cũng như New York tỷ lệ tử vong thực tế thì thấp hơn nhiều so với con số công bố họ nói vậy hiện tại, so với mà cũng như là New York tỷ lệ tử vong thực tế thấp hơn nhiều xa hơn so với con số công bố hiện tại. Rồi Tây là cũng như là Đức thì cũng như đưa ra là 10 tỷ euro cứu trợ doanh nghiệp nhỏ vượt quá khó khăn, thêm cái nữa. Cũng như là bây giờ hiện tại Tây Ban Nha bầu trời New York để đính chánh chút xíu nha, là Đức đưa ra 10 tỷ euro cứu trợ doanh nghiệp nhỏ và vượt qua khó khăn, còn 484 tỷ đô la mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và bệnh viện là của Mỹ. Mỹ mới có tiền nhiều vậy đó. Okay. Đó. Rồi Tây Ban Nha là 213.024 nhiễm Tây Ban Nha, còn 22.157 tử vong. 22.157 tử vong. Còn Đức thì 153.129 nhiễm, rồi 5.575 tử vong. Còn Nga Xô, Liên Xô đó là 62.773 nhiễm, 555 tử vong. Hàn Quốc là 10.702 nhiễm, 240 tử vong. Singapore là 11.037 nhiễm mà 1.037 tử vong. 11.000 đều gạch bỏ cái này bên này. 1.178 nhiễm mà 1.037 tử vong Singapore. Indonesia
là 7.775 nhiễm, 647 tử vong. Mã Lai 5.603 nhiễm, 95 tử vong. 95 tử vong. Mã Lai á, rồi Thái Lan á, 2.839 nhiễm, 50 tử vong. Úc Châu á, 6.661 nhiễm, 75 tử vong. Những cái con số mà ở tiểu bang, mấy cái tiểu bang bây giờ đó, ở Mỹ mình đó là ngày hôm qua đó là 20, ngày 22 Tây đó, là 22 tháng 7 đó là Cali, tiểu bang California đó là vượt lên đứng hàng thứ nhất rồi hút New York luôn. Đưa hiếp nữa hút New York luôn. Một ngày á, tính ra tổng số là hút New York luôn, bị nhiễm hút qua mặt New York luôn. Bởi vì ngày nào cũng 8.000 mấy nhiễm hết trơn. Đó, thành ra địa chân. Hồi dù hổm thì Florida, mười mấy ngàn, 15, là 11, 13, rồi 15 trở lại, rồi 14, 15, 12 gì trở lại hoài vậy đó. Mà ngày hôm qua thì Florida hơi sụt xuống rồi, còn có 10, dưới 15 rồi. Còn Texas cũng vậy, cũng cả chục ngàn, đó, hơn 10.000 nhiễm. Test này toàn là trẻ, trên 60% là trẻ không đó. Vì không chịu mang khẩu trang. Tổng thống có nói là cũng như là này, đi con dân mà đi ra đường mà mang khẩu trang thì chỗ nó công cộng đều là yêu nước đó, mà không chịu mang khẩu trang vậy đó, không biết sao. Hãy chịu mang thì giống như Việt Nam hay là những nước Đông Nam Á đó. Giống như là ba nước Đông Dương nghèo nhất, hồi xưa là Đông Dương nghèo nhất, là ba nước có chết đâu. Nơi Campuchia nè, Lào với Việt Nam đó. Mấy Lào có chết một hai người không biết, ngồi trời nước rất quên này. Nhưng mà Việt Nam với Campuchia không thấy chết. Lại tất nè, thấy là ba nước này không có chết. Nghèo à. Mà người ta nghe lời chính phủ, còn này cãi không, làm sao? Bó tay, vậy đó. Bó tay. Chút xíu rồi trời nó dớp trả lại nha.